Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe tường thuật hai lần Chúa Phục Sinh hiện ra cho các tông đồ. Khoảng cách của hai lần này đúng là một tuần, và đúng với khoảng thời gian kể từ lễ Phục Sinh đến hôm nay. Chúng ta hãy suy niệm những sự kiện và ý nghĩa của chúng trong hai lần hiện ra này, hầu rút ra được vài bài học cho đời sống đức tin của mình. Điều đầu tiên chúng ta cần để ý đó là hoàn cảnh lúc Chúa hiện ra. Các môn đệ của Chúa đang ở trong một căn phòng mà các cửa đều đóng kín. Chúng ta có thể tưởng tượng được không khí trong căn phòng đó như thế nào. Chắc hẳn là rất ít ánh sáng, ít tiếng động và rất căng thẳng. Vì sao như vậy? Vì các ông sợ người Do Thái, đúng hơn là sợ các vị lãnh đạo Do Thái giáo, nghĩa là con người đã bắt và giết Thầy Giêsu của các ông. Chính trong không khí căng thẳng và tù mù ấy, Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn để các ông có thể xác nhận là chính Thầy Giêsu chứ không phải ma quỷ giả dạng. Chúng ta hãy lưu ý chi tiết này. Căn phòng ấy cửa đóng then cài, thế mà Thầy Giêsu có thể vào được không cần mở cửa. Điều đó cho thấy Đức Giêsu Phục Sinh đã không còn như trước kia. Ngài vẫn có một thân xác, nhưng thân xác của Ngài đã trở thành thần linh, không còn bị lệ thuộc bởi những quy luật tự nhiên, những quy luật về không gian và thời gian. Để củng cố thêm cho ý tưởng này, chúng ta hãy suy niệm lần hiện ra thứ hai một tuần sau đó. Thánh sử Gioan cho biết, trong lần đầu Chúa hiện ra, một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma đã không có mặt. Khi ông này nghe các vị kia kể lại việc Chúa đã sống lại và hiện ra với họ, thì ông không tin. Ông còn tuyên bố rằng: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Nhiều người trong chúng ta cho rằng
ông Thomas này thật là cứng lòng tin. Tuy nhiên, lời tuyên bố của Thomas cho chúng ta thấy một sự thật khác. Đó là việc Chúa sống lại là một điều khó tin đối với các môn đệ Đức Giêsu. Khi chứng kiến cảnh tượng Thầy bị bắt, bị kết án tử hình, bị đánh đòn, vác thập giá và bị đóng đinh, rồi cuối cùng chết một cách tàn khốc, các môn đệ của Đức Giêsu chắc chắn đã tuyệt vọng và vỡ mộng. Đối với họ, mọi sự đã hết rồi. Bây giờ chỉ còn suy tính làm sao để giữ được mạng sống là may lắm rồi. Vì thế Thomas có lý để không tin lời các vị kia nói. Và trong lời tuyên bố của ông, thậm chí còn có ý nói các vị kia mắt không nhìn rõ trong gà hóa quốc, trong căn phòng thiếu ánh sáng và sức sống này. Thật vậy, Thomas không chỉ đòi phải thấy tận mắt mà còn đòi phải sờ tận tay. Ngón tay trỏ của ông phải xọ vào lỗ đinh nơi bàn tay đã bị đóng đinh của Thầy. Bàn tay của ông phải thọc vào cành sườn đã bị ngọn giáo đâm thủng của Thầy. Những điều kiện mà ông Thomas đưa ra để thỏa mãn lòng tin có lẽ làm cho các môn đệ kia lắc đầu ngao ngán. Nhưng nghĩ lại thì không phải không có lý, bởi vì biến cố Chúa sống lại thật khó chấp nhận. Tuy nhiên, thật lạ lùng khi Chúa hiện ra lần thứ hai một tuần sau. Lần này chỉ có ông Thomas ở nhà sau khi chúc bình an cho các môn đệ. Vốn vẫn chưa hết sợ người Do Thái vì các cửa căn nhà vẫn còn đóng chặt. Đức Giêsu gọi Thomas lại và nói với ông: "Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra mà đặt vào cành sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Trình thuật tin mừng không nói rõ ông Thomas có dám xọ ngón tay vào lỗ đinh nơi bàn tay Thầy Giêsu không, có dám thọc bàn tay vào cành sườn của Thầy đã bị ngọn giáo đâm thủng không. Tin mừng chỉ nói ông Thomas lập tức tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Giêsu: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Ông không còn gọi Đức Giêsu là Thầy nữa, mà tuyên xưng Ngài là Chúa và là Thiên Chúa. Thầy Giêsu của ông trước cuộc thương khó phục sinh là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Nhưng các môn đệ chưa hiểu hết bản tính thần linh của Người. Giờ đây, sau khi trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã trở thành Chúa. Thân xác phải chịu cực hình của Ngài, giờ đây đã trở thành thần linh. Cửa đóng then cài không ngăn được Ngài đến gặp các môn đệ thân yêu. Và đặc biệt là Ngài vẫn luôn hiện diện bên họ, dù đôi mắt tự nhiên của họ không thấy Ngài, khi Ngài đã biến đi. Chính vì vẫn có mặt ở đó sau khi đã biến đi trong lần hiện ra thứ nhất, mà Ngài mới nghe được những điều kiện khắt khe của Thomas, là xọ ngón tay vào lỗ đinh ở tay Người, thọc bàn tay vào vết thương ở cành sườn. Và trong lần hiện ra thứ hai sau đó một tuần, Ngài đã cho Thomas thỏa mãn những điều kiện đó. Đức Giêsu phục sinh đã trở thành Chúa, thân xác Người đã thành thần linh và luôn hiện diện một cách vô hình thiêng liêng bên cạnh những ai tin vào Ngài. Đó là bí quyết đem lại bình an, niềm vui và hy vọng cho chúng ta trong mọi gian truân đau khổ. Cộng đoàn hội thánh tiên khởi của các tông đồ đã xác tín vào chân lý tin mừng đó để hân hoan sống trong bác ái, chia sẻ huynh đệ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình và cộng đoàn của chúng ta cũng được sống trong xác tín đó, nhất là trong giai đoạn phải cách ly xã hội vì dịch bệnh, không đến nhà thờ, chúng ta vẫn có Chúa Giêsu phục sinh trong ngôi nhà mình, nhất là khi chúng ta tham dự thánh lễ trực tuyến. Amen.